Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, 6 tháng đầu năm 2021, vượt khó nhờ tài ứng biến linh hoạt. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có lẽ ai trong chúng ta, ai cũng đều mong muốn cuộc sống của mình mỗi ngày đều có nhiều điều tốt đẹp hơn xảy đến xung quanh mình. Sức khỏe luôn tốt, làm ăn thì phát đạt, mọi sự đều hanh thông và suôn sẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng mong cầu được như ý muốn. Trong cuộc đời sẽ có những giai đoạn gặp nhiều may mắn, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, làm một hưởng 10, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu nhanh chóng mặt. Tuy nhiên, cũng có những giai đoạn không tránh khỏi được những khó khăn và trắc trở vận hạn đeo bám. Tiểu nhân luôn rình rập quậy phá, làm ăn thất bát, nợ nần ngập đầu. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về tử vi của các bác tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Quý Sửu trong nửa đầu năm 2021. Vận trình của tuổi Quý Sửu trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan về tử vi của các bác tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Xem tử vi của các bác tuổi Quý Sửu trong nửa đầu năm 2021 có nói rằng mặc dù là 5 tuổi nhưng xét về tổng quan, đây không phải là một khoảng thời gian quá khó khăn đối với các bác. Nhờ vào sự thông minh, tài trí và bản lĩnh của mình, các bác vẫn sẽ đạt được những thành tích nhất định trong sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, các bác cần ý thức được điểm yếu của mình là quá cố chấp, bảo thủ, không chịu thay đổi. Nếu chỉ làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác, các bác dễ vướng vào những rắc rối, thậm chí là tai họa khó lường trước được. Ngoài ra, trong thời điểm này, các bác cần chú ý đến cách cư xử của bản thân, giữ quan hệ hài hòa đối với mọi người. Nếu không, sẽ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tạo ra những chuyện mâu thuẫn, thị phi không đáng có. Đặc biệt trong năm, các bác tuổi Quý Sửu còn phạm phải trực thái tuế. Người xưa thường nói, thái tuế là vị tướng quân cai quản trần gian suốt một năm. 65 lục thập hoa giáp sẽ có 60 vị thay phiên nhau cai quản và mỗi vị sẽ có chất pháp khác nhau cai quản trời đất. Năm nào đến lượt thần thái tuế thì năm đó gọi là trị niên thái tuế. Mỗi năm khi tương trùng cùng với sao thái tuế thì con giáp đó ắt có những khó khăn không thể tránh khỏi. Vậy nên để hóa giải, các bác hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó. Mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó các bác có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Quý Sửu trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Trong nửa đầu năm 2021, các bác sinh năm 1973 có thể gặp một vài cơ hội làm ăn, nhất là với những người làm đầu tư và tiếp thị. Nếu có cách ứng xử phù hợp, các bác có thể mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình để đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Thời gian này, các bác tuổi Quý Sửu nên tiếp tục giữ tinh thần tích cực, chủ động. Các bác có thể đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp, có cơ hội thăng chức và tăng lương. Tuy nhiên, các bác cần chú ý sự thăng tiến của mình, bởi chính điều đó có thể sẽ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Các bác hãy chú ý và đề phòng những kẻ tiếp cận mình quá nhiệt tình. Thành công đến cũng không hề dễ dàng, thậm chí phải vất vả lo toan rất nhiều. Vậy nên, để có thể hóa giải vận mệnh rồi đuổi hung tinh, các bác tuổi Quý Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời, vòng còn giúp chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ các bác phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong nửa đầu năm 2021, nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của chính bản thân, các bác sinh năm 1973 cũng sẽ đạt được những thành tích nhất định trong công việc, khiến tiền lương hoặc tiền thưởng gia tăng. Trong cuộc sống, các bác cần có kế hoạch chi tiêu khoa học, chớ nên quá tay trong việc mua bán đồ dùng hàng ngày. Nếu không, dù tiền lương có tăng cao, các bác cũng ít có được khoản tiết kiệm. Để có thể kích tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Quý Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân, tương trợ các bác trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi nửa đầu năm 2021 cho thấy rằng vận đào hoa của các bác tuổi Quý Sửu trong thời gian này là khá vượng. Tuy nhiên, nếu là các bác đã lập gia đình, các bác cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Chớ nên vì hư vinh hoặc ham vui nhất thời mà làm những hành động gây tổn hại danh tiếng, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Còn các bác chưa lập gia đình có thể mở rộng mối quan hệ của mình, quen biết thêm với những đối tượng triển vọng. Ngoài ra, trong thời điểm này, các bác không nên đặt ra những tiêu chuẩn quá cao đối với nửa kia, tương lai của mình. Trong cuộc sống, hai người xa lạ cần phải biết bao dung và dung hòa với nhau thì mới có thể xây dựng được hạnh phúc gia đình. Để cải vận tình duyên thì các bác tuổi Quý Sửu hãy sử dụng vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu. Vòng sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của các bác trong năm, từ đó có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia và giúp gia đạo được yên ấm. Những bác đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý. Về mặt sức khỏe, trong thời gian nửa đầu năm nay, các bác tuổi Quý Sửu không nên quá tham công tiếc việc mà lao động quá sức. Mục tiêu của các bác càng cao xa thì càng cần phải có thời gian mới thực hiện được. Nếu dồn sức mình trong một khoảng thời gian quá dài, các bác sẽ rơi vào tình trạng bạo lực. Bên cạnh đó, các bác nhớ chú ý rèn luyện thể dục, thể thao, giảm sử dụng các chất kích thích và đồ ăn nhiều dầu mỡ. Đặc biệt, trong thời gian này, các bác tuổi Quý Sửu nên sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác tăng cường vận khí, cải mệnh và chiêu mời quý nhân tương trợ và bảo vệ các bác. Khi mang theo pháp khí bên mình cũng giống như Phật ở bên cạnh các bác, từ đó tâm sẽ được thanh thản hơn, giảm căng thẳng và áp lực trong năm. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Quý Sửu trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tử vi tháng 1 âm lịch. Mặc dù trong năm 2021 chịu áp lực của Thái Tuế, nhưng khi bước vào tháng Giêng, vận trình của các bác tuổi Quý Sửu khá ổn định, sự nghiệp có những bước phát triển nhất định, năng suất cao, không hề tụt lùi. Có điều, tháng này khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn, các bác tuổi Quý Sửu sẽ bị căng thẳng đầu óc. Điều này còn khiến sức khỏe có phần giảm sút. Tháng 2 âm lịch, tháng này các bác tuổi Quý Sửu chịu tác động khá mạnh của trực Thái Tuế. Hai phương diện là công việc và sức khỏe bị ảnh hưởng mạnh nhất. Các bác đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, bản thân hành sự sẽ phạm phải sai lầm, ảnh hưởng xấu tới uy tín. Sức khỏe cũng giảm sút, tinh thần tiêu cực chiếm lĩnh. Tinh thần tiêu cực chiếm lĩnh sẽ sinh bệnh về tinh thần. Tử vi tháng 3 âm lịch. Tháng này hộ chiếu khá nhiều cát tinh trợ lực, vận trình của các bác nói chung khá ổn định, ít gặp xui xẻo, bất ngờ. Gặp việc khó đều có quý nhân giúp sức, công việc cứ thế tiến hành khá suôn sẻ. Có điều thời điểm này các bác chưa thể tạo ra sự đột phá. Tử vi tháng 4 âm lịch. Trong tháng được quý nhân tam hợp giúp sức, công việc của các bác tuổi Quý Sửu vẫn trên đà tiến triển không ngừng. Có điều vì có nhiều hung tinh chiếu mệnh nên các bác trải qua không ít khó khăn trước khi có được kết quả cuối cùng. Hơn thế, trong tháng có cục diện thiên ấn khắc sát, tài vận của các bác tuy có tăng nhưng không nhiều, kiếm được đồng tiền phải tất bật hơn trước. Ngoài ra chi tiêu nhiều có hiện tượng phá tài. Tháng 5 âm lịch. Sang tháng 5 âm lịch, các bác tuổi Quý Sửu hết sức lưu tâm đến vấn đề sức khỏe, nhất là vấn đề về tiêu hóa và tai nạn bất ngờ khiến tứ chi chảy máu. May mắn công việc của các bác vẫn trên đà khá thuận lợi, ý chí phấn đấu mạnh mẽ, khả năng cao sẽ được cấp trên coi trọng và đề bạt thăng tiến. Tử vi tháng 6 âm lịch. Trong tháng xung với Lưu Nguyệt lại là con giáp và Thái Tuế 2021, công việc của các bác tuổi Quý Sửu gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các bác có xu hướng ôm đồm nhiều việc, lao tâm khổ tứ, tự tạo áp lực cho chính mình. May mắn tháng này có hoại tài bất ngờ, lợi cho các bác trong lĩnh vực làm ăn, buôn bán. Một số công nợ được xử lý triệt để, các bác dư khả năng tích lũy một khoản kha khá cho riêng mình. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Quý Sửu trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo 6 hạn và là số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là 6 hạn các bác tuổi Quý Sửu. Trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu, các bác tuổi Quý Sửu bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là hung tinh chủ về phá tán tiền bạc, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2 âm lịch. Không những vậy, bác còn gặp phải hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật. Ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hạn này vì tiền hay vì tiền mà bỏ mạng. Ngoài ra cần đề phòng gặp nạn khi khai thác lâm sản. Bác gái tuổi Quý Sửu may mắn hơn khi có sao Thái Âm chiếu mệnh. Bảy Thái Âm là cát tinh, tốt cho nữ hơn nam mạng. Bác gái tuổi Quý Sửu được sao này chiếu, mọi sự điều hòa, vui vẻ, hạnh phúc, tiền tài tấn tới, toại nguyện ước mong. Tuy nhiên bác gái vẫn cần chú ý đến hạn Huỳnh Tuyền, hạn này chủ yếu gây họa về sức khỏe. Khi gặp sao hạn Huỳnh Tuyền, các bác sẽ dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Bên cạnh đó, mưu cầu giành lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Thứ hai, luận hùng căn niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi Quý Sửu có Thái Tuế, Phá Toái và Hoa Cái tọa thủ, gây ức chế về mặt tinh thần, suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra có dấu hiệu thị phi đeo bám, ăn nói cẩn trọng. Cung tam hợp thì có Lộc Tồn, Long Trì, Phượng Cát, Giải Thần, Thiên Phúc, Hàm Trì là những cát tinh thúc đẩy ngoại giao tốt, gặp người có quyền thế giúp đỡ, lợi cho tài lộc và ngoại giao. Tuy nhiên còn có các hung tinh như Tuần, Triệt, Bạch Hổ, Phi Liêm, Thiên Khốc, Thiên Quan, Quan Phù mang tới trở ngại trong công việc, tin buồn trong gia đình, tai nạn bất ngờ, thị phi kiện tụng. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư là những hung tinh chủ về tiêu hao tiền của, mất trộm, tiểu nhân quấy phá hoặc có bệnh trạng trong người. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của các bác tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.